Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đầu tiên mình cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đến với channel của mình nhé Hôm nay mình đang trên đường đi ra biển Long Beach thì mình đọc được một cái tin ở biển Huntington Beach dựa theo tờ báo của the Orange County Register đã ghi nhận lại ông Dennis Frechner là người phát ngôn viên của sở cảnh sát Orange County đã công bố có một cái xác nổi lên tại biển Huntington Beach vào hôm thứ ba ngày 25tây tháng 8 đã được xác nhận là thanh niên gốc Việt tên là Dylan Hải Hữu Dương, 25 tuổi. Hiện nay thì nhà chức trách chưa tìm được địa chỉ cư trú của Dylan Hải Hữu Dương. Cái xác của Dylan Hải Hữu Dương được Tuần Duyên phát hiện khi nổi trên mặt nước. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba, ngày 25 tây tháng 8, gần với khu vực chòi canh của Tower 9, đó là theo lời của ông Eric Plaska, là phát ngôn viên của Sở Cứu Quả Hân Tinh Thân Biết đã tuần thực lại. Sau đó thì một nhân viên cấp cứu chèo thuyền ra và đưa xác của đi lên Hải Hữu Dương vào bờ. Trong thông báo hôm thứ Tư thì cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong chưa được xác định và xác đang chờ khảo nghiệm. Theo cảnh sát viên Breitner đã nhận xét là nạn nhân có vẻ như là bị chết chìm nhưng chưa có kết quả thử nghiệm độc chất trong tử thi. Ông Eric Plaska là phát ngôn viên của Sở cứu quả Huntington Beach. Đồng thời ông cũng đã cho biết không có báo cáo có người tắm biển mất tích trong những ngày qua. Đồng thời ở Huntington Beach cũng có cái bản cảnh cáo cá mập được dựng ở ngoài biển. Thông tin từ điện thư của ông Eric Plaska. Ông đã cho biết những người chơi xuồng ca giác phát hiện một con cá mập vào lúc 5 giờ 20 phút chiều ngày thứ Năm, ngày 27 tây tháng 8. Lúc đó thì họ đang cách bờ khoảng 400 phút gần với trời canh số 6. Sáng nay thứ Sáu, một con cá mập cũng được nhìn thấy từ bờ biển khoảng 9 giờ sáng. Ông Eris Blaska cho biết, Vì thế chúng tôi đã cấm các cảnh báo từ góc đường Golden West Street đến đại lộ Big Boulevard. Chúng tôi khuyến cáo cư dân đừng tắm biển. Hiện nay cảnh sát thành phố dùng trực thăng để tuần tra vùng biển này. Các bãi biển hiện nay vẫn mở bình thường, tuy nhiên giới chức kêu gọi cư dân đừng tắm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hàng năm cứ vào thời điểm này là mùa cá mập xuất hiện. Tuy vậy, nhà chức trách chỉ đóng cửa bãi biển khi có những con cá mập dài trên 10 phút. Trong trường hợp này, bãi biển sẽ bị đóng một dặm về hướng Bắc và một dặm về hướng nam. Tính từ vị trí cá mập xuất hiện. Con cá mập được thấy chiều hôm qua và sáng hôm nay, theo mô tả thì chỉ khoảng từ 4 đến 6 phút nên mức báo động chỉ nằm ở mức khuyến cáo không tắm biển. Đó là những tin tức mình ghi nhận được ngày hôm nay mình muốn gửi đến các anh chị và các bạn trong cái đoạn video này. Và bây giờ mình xin dừng cái video này tại đây chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh và hạnh phúc nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại